Trước ống kính của quý anh chị là một cái hồ Nam Bộ ha. Đó, nước chảy róc rách thì cho chúng ta một cái cảm giác giống như mình đang ở suối nha, ở Tây Nguyên nha quý anh chị. Một cái âm thanh rất là êm tai luôn. Đó. Dạ, em Ngọc Tâm Đất Cần Vượt Giá Rẻ xin kính chào toàn thể quý anh chị có mặt trên kênh YouTube Ngọc Tâm nha. Thì hiện tại Tâm đang có mặt tại cái một mô hình nhà vườn, vừa vườn và vừa thổ ha, nằm trên cái vị trí là mặt tiền của đoạn đường nhựa Mỹ Lộc Phước Hậu nha quý anh chị. Đó, một cái khung cảnh cảnh rất là nên thơ luôn nè, một khung cảnh rất là nên thơ. Đó, vào đây thì có rất là nhiều tâm trạng nha quý anh chị, rất là nhiều tâm trạng ở đây. Rồi, để Tâm ra ngoài cái đầu đường, Tâm sẽ giới thiệu chi tiết hơn về cái đoạn đường ha. Rồi Tâm sẽ nói sâu về cái khu vực nhà vườn của mình. Rồi, hiện tại thì Tâm đang có mặt tại cái đoạn đường nhựa Mỹ Lộc Phước Hậu nha quý anh chị. Và đây là cái mô hình nhà vườn mà ngày hôm nay Tâm sẽ đem đến cho quý anh chị đây. Đó, một cái mô hình nhà vườn rất là đẹp luôn và thay xây theo một cái kiểu nhà sàn Tây Nguyên nha. Đó, phía chung quanh thì quý anh chị thấy là khu vực mình là làm hàng rào kiên cố hết rồi. Đó, những cái họa tiết rất là đẹp luôn. Rồi, Tâm sẽ đi sâu vào để Tâm giới thiệu chi tiết hơn về cái đoạn đường này cho quý anh chị mình dễ hình dung ha. Thì theo cái phía bên tay trái Tâm nè, đó thì mình thẳng ra tuyến tránh quốc lộ 50 ngay chân cầu Cần Vượt luôn, thì vào độ tầm khoảng 3,5 km nha. Thì ra ngoài đó rồi á, mình rẽ trái á, thì mình sẽ đi về khu nghiệp Phu Lu, cầu Ông Thình nè, rồi ngã tư Nguyễn Văn Linh, bến xe quận 8 ha. Còn mình ra ngay chỗ chân cầu Cần Vượt rồi mình rẽ phải thì mình về các tuyến đường lân cận như là ngã tư Gia Bảo, mình về tỉnh lộ 85A, rồi mình đi về tuyến tránh quốc lộ 50, quốc lộ 50 ha, rất là nhiều. Còn cái phía này nè quý anh chị, cái phía này thì theo cái tuyến đường nhựa Mỹ Lộc Phước Hậu này thì mình thẳng ra đây tầm khoảng chừng 1 km thôi. Thì mình sẽ ra tới đoạn đường tỉnh lộ 85B nha, ngay chân cầu Long Thượng luôn. Mình rẽ trái thì mình đi về ngã ba Mỹ Lộc, tỉnh lộ 85A ha. Còn mình rẽ bên tay phải thì mình đi về cầu Long Thượng nè, chùa Bà Long Thượng, rồi mình ra ngã tư Phước Lý. Mình rẽ phải thì mình đi đường Đinh Đức Thiện, mình về Bình Chánh quốc lộ 1A ha. Đó, thì từ cái vị trí Tâm đứng mà đi về cái chợ Bình Chánh thì vào độ tầm khoảng chừng 4,5 đến 5 km thôi, cũng rất là gần ha. Rồi, hôm nay Tâm đứng tại vị trí này để Tâm giới thiệu cho quý anh chị là một sản phẩm mô hình nhà vườn cực chiêu và đẹp nhất khu vực Cần Vượt luôn quý anh chị. Đó, với tổng diện tích là 585 m², trong đó thì có 200 thổ và 385 m² đất vườn ha, nằm mặt tiền của đoạn đường nhựa Mỹ Lộc Phước Hậu này luôn. Đó, một cái diện tích rất là rộng và đủ đất luôn ha. Nằm mặt tiền đường này thì quý anh chị thấy mình về, mình chạy xe hơi về, mình chạy vào sân cái mô hình nhà vườn luôn cũng rất là ok ha. Đó, thì quý anh chị thấy xung quanh nè, trước khi mình vào Tâm vào Tâm giới thiệu chi tiết hơn về cái nhà vườn này thì Tâm sẽ quay xung quanh cho quý anh chị mình xem là khu vực mình nhà cửa nhiều như thế nào ha. Cái clip này hôm nay thì nó có thể là hơi dài, thì quý anh chị xem thì ủng hộ Tâm nha. Thì ở phía bên đây quý anh chị thấy nè, có rất là nhiều nhà ở nằm mặt tiền của đoạn đường nhựa Mỹ Lộc Phước Hậu luôn. Ở đây thì có một cái quán tạp hóa nè, đó bên đây thì mô hình nhà vườn cũng có nè, rồi nhà cấp 4 nè, ở đây thì biệt thự Lai, mô hình nhà vườn cũng có luôn. Ở đây là tập trung nhiều mô hình nhà vườn nhất ở đây ha. Đó, nhà cửa xung quanh rất là nhiều. Và bên đây đang xây dựng một cái biệt thự nè, nằm mặt tiền của đoạn đường nhựa Mỹ Lộc Phước Hậu luôn. Rồi, bây giờ Tâm sẽ đi sâu vào để Tâm giới thiệu chi tiết hơn về cái thửa đất này cũng như cái mô hình nhà vườn cho quý anh chị mình dễ hình dung nha. Thì tổng diện tích là 585 m², vừa có 200 thổ nè, rồi 385 m² đất vườn. Thì cái vị trí miếng đất của mình là nó hình giống như là hình cánh quạt nha quý anh chị. Đó, thì cái chiều này nè, mình chỉ có ba cạnh thôi. Cái chiều này từ cái vị trí mà hậu mình tuốt cái kia ha, ngay chỗ cái quán tạp hóa nè, đó mình sẽ có một cái hình cánh quạt giống như thế này, từ ở dưới phần dưới đây. Tâm đi qua đây cho mình chị mình dễ hình dung nha. Đó, từ cái vị trí này ngay chỗ cái bóng đèn năng lượng để Tâm rung ra cho quý anh chị mình dễ hình dung. Đó, ngay chỗ cái vị trí đèn năng lượng mặt trời nè, đó mình sẽ bo dòng theo cái cánh quạt này. Đó, tới cái vị trí đằng đây là 44 m nha, hết miếng hàng rào này luôn, là cái hình cánh quạt ha, là 44 m. Và cái chiều sâu vào
cái chiều sâu vào là 25m nha. Đây, ở đây thì ta đang đốt rác cho nên nó hơi khói ha. Quý anh chị xem clip nhớ thông cảm giúp Tâm. Cái chiều sâu vào thì tính từ cái vị trí ranh này đó, chạy xuống tới cái vị trí hết cái hàng rào này luôn, đó là 25m. Và cái hậu của mình tính từ cái vị trí ranh ở dưới đó ha, thẳng qua bên kia luôn là 30m. Mặt tiền mình được 44m quý anh chị. Đó. Rồi, bây giờ Tâm sẽ đi bước chân vào cái mô hình nhà vườn này cho quý anh chị mình tham quan nha. Ở đây thì quý anh chị thấy nè, cái khu vực nhà vườn của mình á là được chủ làm hàng rào kiên cố hết rồi. Đó, và là xây gạch lên nè, rất là cứng cáp luôn. Ở đây thì hai bên cánh cửa cổng á thì là cửa sắt ha. Ở khu vực nhà vườn mình thì có hai cánh cửa, một cái cánh cửa chính ở đây và một cánh cửa thoát hiểm ở ngoài đằng đây ha. Cũng là mặt tiền của đoạn đường nhựa Mỹ Lộc Phước Hậu này luôn. Đó, nằm bên kia. Để chút xíu Tâm đi sâu vào đó để Tâm giới thiệu chi tiết hơn cho quý anh chị mình xem ha. Để Tâm mở cửa rộng ra một tí cho quý anh chị mình xem. À, đây là cánh cửa chính của mình. Thì cánh cửa này rất là rộng quý anh chị, mình có thể là mình chạy xe 4 chỗ 7 chỗ chạy vào đó thoải mái luôn. À, ở đây thì trước cổng là có một cái cây lộc vừng ha, rất là cao luôn. Nhìn chu vi cái khu vực nhà vườn này thì quý anh chị thấy nè, có rất là nhiều cây cối ở đây. Đó, chủ này thì cũng có rất là nhiều chơi rất là nhiều cây kiểng ở đây ha. Nhưng mà bắt mắt nhất ở đây á là có, Tâm thấy hình như là có ba cây mai, ba gốc mai rất là đẹp, rất là to luôn nè. Đó, một gốc mai bên đây, một gốc mai bên đây, một gốc mai, đó là ba gốc ha. Ngoài gốc mai thì chủ có trồng thêm là phượng vĩ nè quý chị, cây phượng ha. Có cái bài hát gì mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn đó, là mùa hoa phượng vĩ gì đó. Đó, đây thì có những cây sứ nè. Đó, bên đây thì bằng lăng tím nha quý anh chị, đang cho mùa ra trái nè. Đó, bên đây thì có gốc mai nè, rồi mai tứ quý nè, rồi gốc sứ nè, gốc trang, rất là nhiều gốc cây ở đây, rất là đẹp luôn. Và ở phía đằng kia thì nãy quý anh chị thấy là có một cái hồ Nam Bộ ha, có một cái hồ Nam Bộ rất là, nghe cái âm thanh rất là đã tai luôn. Rồi, bên đây thì có một cái ổi nè. Thì để Tâm quay xung quanh ở khu vực ở ngoài sân trước ha, rồi Tâm sẽ lên một cái căn nhà vườn này cho quý anh chị mình xem. Thì căn nhà của mình quý anh chị thấy nè, tất cả đều làm bằng gỗ hết. Đó, tất cả đều làm bằng gỗ hết. Những cái họa tiết, tiết tấu đều làm bằng gỗ hết. Đây, đây là cây ổi nè, đang có trái luôn quý anh chị. Đó, chủ nè, trái to cỡ này luôn nè. Thì chủ sợ là những con rầy, con sâu, con bướm nó đục á, cho nên là chủ bao bị là hết. Đó, bên đây cây này cây gì ta, cây này giống cây sa bu chê quá. Cây này cây sa bu chê nè quý chị, đang có bông ra trái luôn nè. Đây, đó, không dám đụng vô nhiều, đụng nhiều rụng á. Đây, đây có trái nè, trái bự nè. Đó, sa bu chê rồi vú sữa. Ở đây là cái cửa thoát hiểm ha. Đó, bên đây là vú sữa nè. Bên đây có thêm một cái cây điệp. Ở đây thì gọi là cây điệp ha. Còn ở trên mạng thì sạch ra thì quý anh chị sẽ cảm thấy là cái cây này là cây phượng vĩ nha quý anh chị. Cây phượng ha. Thì cái căn nhà vườn này á, do là chủ không có thời gian để về chăm sóc, về chơi quý anh chị, cho nên là chủ muốn sang lại cái niềm đam mê cho quý anh chị nào mình thích cái mô hình nhà vườn á, để cho quý anh chị mình về mình chơi rồi mình chăm sóc thêm ha. Đây, đây là tất cả cái khuôn viên mà cái mô hình nhà vườn ngày hôm nay Tâm sẽ đem đến cho quý anh chị đây. Rất là đẹp luôn ha. Đây, quý anh chị, có một cái cây xích đu nè. Đó, chịu không nổi nữa, phải là đây ngồi cho quý anh chị mình xem nè. Rất là đã luôn. Ở đây thì mình có thể là mình ngồi trên đây mình hút điếu thuốc ha. Hoặc là mình nhâm nhi một ly cà phê rồi mình đông đưa theo gió nè, theo âm thanh của thác nước nè. Thì rất là đã nha quý anh chị. Rồi, trở lại thác nước đây. Ở dưới cái hồ Non Bộ này đó quý chị, thì ở dưới đây á, là chủ có nuôi cá nha. Hình như là nuôi cá coi thì phải. Nuôi cá coi. Ở trên đây thì chủ thiết kế nước chảy xuống rồi hút lên rồi chảy xuống nè. Đó, nghe một cái âm thanh thì nói chung là rất là mát tai quý chị, rất là thoải mái luôn. Đó, bên đây cũng có cây sa bu chê. Rồi, bây giờ thì Tâm sẽ đi lên cái căn nhà là bằng gỗ này ha, cho quý anh chị mình dễ hình dung. Thì do làm chủ ở xa lâu lâu mới về á, cho nên là không có quét dọn sạch sẽ này nọ kia, cho nên nó hơi bẩn tí ha.
cho nên là quý anh chị thì xem thì nhớ thông cảm giúp Tâm. Ở đây thì ở dưới đây thì chủ dán gạch tàu nè, rất là cao rồi. Ở ngoài đây thì dán gạch trống trơn. Đó. Rồi, đi lên. Đây thì có một cái cầu thang, đa số cái khu vực nhà vườn này thì làm bằng gỗ hết và làm theo cái phong cách ra là nhà sàn giống như ở Tây Nguyên của chị. Ở đây thì mình có thể là mình bài, mình ăn nhậu, mình bài trí ở đây. Còn ở trên kia là mình có thể là mình tiếp khách hoặc là mình ngủ trên đó ha. Đó. Thì Tâm sẽ đi lên đây. Đây là một cái cầu thang được làm bằng gõ nha. Gõ này thì Tâm không biết gõ gì. Thật sự thì bên gõ thì Tâm không có rành ha. Thì có thể là gõ đỏ chẳng hạn ha. Đó, lên tới đây. Có mấy cây cột rất là to quý chị. Đó, trên đây. Trên đây là có thể là làm phòng khách, một phòng ngủ rất là ok. Đây là cửa gỗ nè, bốn cánh ha. Đó, bên đây. Khuôn viên ở trên tầng trên nè. Đó, mình có thể là mình tiếp khách ở đây, mình dọn dẹp sạch sẽ rồi mình làm một cái bộ ghế phu sofa ở đây hoặc là làm phòng ngủ của mình ở đây cũng rất là ok. Đó. Gỗ này Tâm nghĩ chắc cũng không có tệ đâu, gỗ xịn á. Rồi hồi nãy giờ nói chung là lo những cái cảnh vật ở đây á, mình không quên báo giá cho quý anh chị mình luôn ha, quý anh chị thông cảm nha. Thì tổng cái khu vực nhà vườn này 585m, trong đó là 385m đất vườn và 200m thổ á, thì chủ gửi Tâm bán với cái giá là 5.3 tỷ, đang giảm mạnh 200 triệu luôn. Thì hổm là có những anh YouTube vô đây quay á, giá là 5.5 tỷ nha quý anh chị, giá là 5.5 tỷ nha. Đó, nhưng mà hôm nay thì chủ muốn bán nhanh cho nên gửi Tâm bán và hạ giá xuống 200 triệu là chỉ còn là 5.3 tỷ thôi. Mà 5.3 tỷ này thì nếu quý anh chị thiện chí về mình xem nhà mình thích á, thì chủ sẽ còn bớt lọc cho quý anh chị mình để bao giấy tờ các kiểu này nọ kia luôn. Đó, cho nên là quý anh chị cứ an tâm về phần này nha. Đó, trên đây thì quý anh chị thấy nè, những cái cây cột rất là to luôn ha. Rất là to. Và những cái cây cột này nè. Đó. Rất là to, rất là cứng luôn. Đó. Đa số tất cả 99% là bằng gỗ hết quý anh chị ha. Rồi Tâm sẽ xuống cái tầng dưới đây, ở tầng dưới này ha. Cho quý anh chị xem, ở đây có hai cái toilet, một toilet để mình đi vệ sinh và một toilet là mình thấy hai cửa mà không biết chắc chung quá ha. Không, riêng quý anh chị. Ở đây thì có một cái bàn cái bồn rửa mặt nè, rửa mặt rửa tay ha. Đó, ở đây thì có máy nước nóng, máy nước lạnh là ok hết, phòng tắm các kiểu ha. Đó, những trang bị rất là VIP luôn. Ở đây là toilet. À, còn bên đây là mình có thể là bên đây cũng là toilet luôn. Bên kia thì toilet có thể là mình tắm, mình giặt giũ trong đó. Bên đây là toilet. Đó. Rất là ok. Quá đẹp. Rồi bây giờ Tâm xin nhắc lại về cái tổng diện tích và về cái giá một lần nữa cho quý anh chị nghe cái khu vực căn nhà vườn này ha. Thì tổng diện tích cái mô hình nhà vườn này là 585m², trong đó là có 200m thổ và 385m² đất vườn ha, nằm mặt tiền của đoạn đường nhựa Mỹ Lộc Phước Hậu luôn. Đó, nằm mặt tiền của đoạn đường nhựa Mỹ Lộc Phước Hậu luôn và có cái diện tích thực tế á, là nếu mà cái mặt tiền đoạn đường Mỹ Lộc Phước Hậu này á là có cái chiều ngang là 44m ha. Và cái chiều sâu vào là tính từ cái vị trí đèn năng lượng này chạy dài xuống tới cái mí toilet dưới đây luôn là 30m ha. Và cái hậu từ cái mí toilet này qua bên tới cái vị trí bên đây là 30m ha. Đó. Và cái địa chỉ mô hình nhà vườn ở đây là ấp Lộc Trung, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An ha. Và Tâm được chủ gửi bán với cái giá là 5.3 tỷ nha quý anh chị. 5.3 tỷ còn bớt lọc nha. Để Tâm đo cái hướng này coi hướng gì cho quý anh chị mình xem ha. Đó, và cái mô hình nhà vườn của mình á là có một cái hướng là rất là ok luôn. Hướng đông bắc nha quý anh chị. Hướng đông bắc ha, một cái hướng rất tốt để quý anh chị về mình mua, mình có thể là mình ở nè, mình chơi trong những cái ngày mình làm việc vất vả nè, thứ bảy chủ nhật mình về đây. Rồi mình chăm sóc cây kiểng nè, mình dẫn bạn bè về chơi, mình làm party này nọ kia rất là ok. Từ cái vị trí cái mô hình nhà vườn này bán kính tầm khoảng chừng 1 đến 2 km thôi thì có tất cả các tiện ích ngoài đầu đường tỉnh lộ 85B ha. Đó, còn từ cái vị trí mà cái mô hình nhà vườn này mình về Sài Gòn thì vào độ tầm khoảng chừng 15 đến 16 km thôi. Đó, thì theo cái khu vực mà quý anh chị mình đang sinh sống nha. Quá đẹp luôn. Khi mà vô cái mô hình nhà vườn này quý anh chị thì Tâm không muốn ra luôn. Nó rất là mát, một cái cảm giác rất là mát rồi, rất là im tai khi nghe cái tiếng suối róc rách nè, nó chảy nè.
đó, rất là êm tai luôn. Rất là êm tai. Thì có thể nói đây là một cái mô hình nhà vườn mà đẹp nhất ở cái khu vực Cần Giuộc nha quý anh chị. Tại vì thường ở khu vực Cần Giuộc là mô hình nhà vườn, thường thì quý anh chị đầu tư thường là làm đất lúa nè, đặng cho giá thành nó hạ xuống. Thứ nhất, thứ hai là đất vườn. Thì ở khu vực cái nhà vườn của mình là vừa thổ vừa vườn luôn, mà còn nằm mặt tiền đoạn đường nhựa. Thì quý anh chị thấy nè, ở khu vực cái đoạn đường nhựa Mỹ Lộc Phước Hậu này, nếu mà đất thổ thì dao động tầm khoảng 12 triệu đến 15 triệu mét vuông. Đó, từ dao động từ 12 đến 15 triệu mét vuông. Còn đất vườn thì dao động tầm khoảng là 6 đến 7 triệu một mét vuông trên cái mặt tiền đoạn đường nhựa Mỹ Lộc Phước Hậu này. Mà trong khi đó thì có 585 mét vuông trong có đó vừa thổ vừa vườn, mà có một cái mô hình nhà vườn như thế này luôn. Đó, bằng gỗ luôn, rất là kiên cố và rất là cứng cáp như thế này luôn, mà chủ kêu chỉ với là 5 tỷ 3 thôi. Thì quý anh chị thấy cái giá này là giá nói chung là đụng nóc, không phải là đụng nóc nha, mà đụng rẻ đó, rất là rẻ luôn. À, rất là rẻ luôn. Hai bên đây thì chủ có trồng một cây vú sữa rất là to ở bên đây. Còn bên đây thì một cây lộc vừng cũng rất là to, hai cây hai bên ha. Đó. Quá đẹp. 585 mét vuông ha, 200 thổ và 385 mét vuông đất vườn. Đó, có nhà làm bằng gỗ 99%. Những cái thiết kế ở cái khu vực nhà vườn này là đều làm bằng gỗ hết. Quý anh chị thấy nè, nếu mà đi bỏ tiền ra mình mua một cây cột như thế này thì quý anh chị thấy là bao nhiêu tiền một cây cột như thế này? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 9 12. Đó, tổng cộng là có một cái có 12 cái cộng cái cột ha. Rất là to ở đây luôn. Rất là to. Đó, rồi tất cả những cái sàn nè, rồi những cánh cửa sổ nè, tất cả những cửa điều này nọ kia đều làm bằng gỗ hết tất cả không chị. Rồi, bây giờ xin mời quý anh chị mình nhìn lại một lần nữa về cảnh vật ở đây ha. Rồi Tâm sẽ kết thúc clip, tại vì clip hôm nay cũng hơi quá dài rồi quý anh chị. Quá dài rồi. Đây. Quá đẹp. Rồi, bây giờ thì Tâm xin kết thúc clip tại đây nha. Quý chị xem video mà cảm thấy hay và hữu ích đó, nhớ like và đăng ký kênh giúp Tâm chia sẻ một lượt ha. Còn quý chị xem cảm thấy thích cái mô hình nhà vườn đẹp nhất khu vực Cần Giuộc này với diện tích là 585 m2, 200 thổ và 385 m2 đất vườn, với giá là 5 tỷ 3 còn bất lọc cho quý anh chị mình, thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại Tâm để góc trái màn hình, và số điện thoại Tâm là 0937629679, hoặc xem những phần mô tả bên Tâm nha. Còn bây giờ Tâm xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị vào những video tiếp theo, mang đến cho quý anh chị những sản phẩm mới với giá rẻ bất ngờ để quý anh chị tham khảo và đầu tư nha. Còn bây giờ Tâm xin chào và hẹn gặp lại ạ.